bạn, đây là Châu Cẩm Phả, Quảng Ninh. Chúc chúng ta là trận đấu tại vòng 23 của V-League 5-5, cuộc đọ sức giữa hai đội Thảo Ninh và đội Long An. Ngày hôm nay đội khách đội Long An mặc áo đỏ quần đen, còn chủ nhà Thảo Ninh mặc áo xanh quần xanh đất xanh. Ở thành phố Cẩm Phả vào lúc này thời tiết khá mát mẻ. Trọng tài bắt chính trong trận đấu ngày hôm nay là ông Phùng Đình Dũng, trọng tài của Hà Nội. Toàn bộ 7 trận đấu tại vòng 23 đều diễn ra trong buổi chiều ngày hôm nay. Trong đó có 5 trận bắt đầu lúc 17 giờ. Xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu, quý khán giả đứng dậy làm lễ chào mừng. Trong trận đấu ngày hôm nay, các xử lý của trọng tài Phùng Đình Dũng cùng có Trương Đức Chiến và Nguyễn Trường Xuân, trọng tài thứ tư ông Hà Anh Chiến, giám sát trận đấu ông Cao Đình Khôi, giám sát trọng tài ông Nguyễn Tấn Hiền và điều phối viên trận đấu là ông Lê Hồng Sơn. Đội trưởng của đồng tâm là cựu tuyển thủ quốc gia Phan Văn Tài Em. Lúc này dẫn dắt Thảo Ninh là Phạm Như Thuần, cựu trung vệ của Thể Công và đội tuyển Việt Nam trước đây. Thảo Ninh chắc chắn sẽ còn rất nhiều khó khăn và Như Thuần cũng phải nỗ lực rất nhiều trong thời gian tới. Đồng Tôn Loan lúc này về cơ bản đã không còn nhiều động lực và sẽ phải lực lượng như đây là một giải thành công của thầy trò huấn luyện trưởng Ngô Quang Sang. Như thường lệ, chủ tịch câu lạc bộ Thảo Ninh ông Phạm Thanh Hùng đang có mặt trên ban ghế chỉ đạo của câu lạc bộ. Thành tích thi đấu của Thảo Ninh gần đây có thể nói là bấp bênh, vì thế cổ động viên đến sân không đông. Trong bảng xếp hạng vào lúc này, vị trí của đội Long An là thứ 8, họ đang có 31 điểm. Có thể nói lúc này ở đồng tâm, bộ đôi Ngô Quang Sang và Huỳnh Ngọc San đang phối hợp rất ăn ý, rất giống với bộ đôi Henrique Calixto và Huỳnh Ngọc San trước đây. Ở hiệp 1 của trận đấu, đội chủ nhà Thảo Ninh bảo vệ cầu môn bên phạm vi nhỏ của bạn. Thác Quảng Ninh lúc này đang xếp thứ 6 được 33 điểm, nhiều hơn đồng tâm 2 điểm. Như vậy hiệp 1 trận đấu giữa hai đội Thảo Ninh và đội Long An đã bắt đầu. Đội xuất phát của đội chủ nhà Thảo Ninh gồm có số 2 Dương Văn Khoa, số 7 Nguyễn Tiến Duy, số 9 Kizito, số 11 Nguyễn Văn Việt, số 13 Nguyễn Quang Hải. Cơ hội đầu tiên đó là pha bóng thuộc về Gomez, tiền đạo người Brazil. Gomez vẫn đang là cây đoàn số 1 của Thảo Ninh với 7 bàn thắng. Phong độ Gomez có thể nói là không thuyết phục. Đây là một pha bẫy bị hỏng của đội khách. Có thể nói những pha hỏng ăn vô duyên như vừa rồi của Gomez rất phổ biến từ khi anh thi đấu cho đội bóng vùng mỏ. Quang Hải đã phạt góc, không vào. Thêm một quả phạt góc dành cho đội chủ nhà.
ở lượt đi Thảo Hình đã thắng Donovan ngay tại sân Long An. Đó là giai đoạn mà đội bóng Cù Mỏ chơi rất vào form. Không được. Thêm một pha dứt điểm của Gomez. Trận đấu đã khởi đầu hết sức sôi nổi. Đây là Đinh Hoàng Bắc, người thường xuyên là mũi tấn công bên cánh trái của Thảo Ninh. Chúng ta vừa xem lại pha dứt điểm của trung vệ Bật Hiếu. Chúng tôi xin giới thiệu tiếp đội xuất phát của Thảo Ninh. Số 11 Nguyễn Văn Việt, số 13 Nguyễn Quang Hải, số 17 Mạc Hồng Quân, số 18 Hồ Mét, số 24 Lê Bật Hiếu, số 26 Thủ môn Huỳnh Tuấn Linh, số 28 Đinh Hoàng Bắc và số 77 là Nghiêm Xuân Tú. Đinh Hoàng Bắc, Mạc Hồng Quân. Đây là trận đấu mà cả hai bên đều rất thoải mái về tâm lý. Chính vì thế mà nhiều khả năng trận đấu sẽ diễn ra sôi nổi, có nhiều pha bóng đẹp. Cầu thủ đang bị đau là Diabate. Diabate là cầu thủ người Senegal. Trong trận đấu ngày nay, những ngoại binh của hai bên đều thi đấu ngay từ đầu. Diabate và Lima của Đồng Tâm cùng với Gomez và Kizito của Thảo Ninh. Các bác sĩ đã phải vào sân. Ở trận đấu sớm nhất trong buổi chiều nay tại vòng 23 của V-League, trận đấu bắt đầu lúc 16:30. QNK Quảng Nam lúc này đang dẫn Hải Phòng với tỷ số 1-0. Các trận đấu bắt đầu lúc 7 giờ gồm có SHB Đà Nẵng gặp Sổ Ký Đức Cần Thơ, Đồng Nai gặp Hoàng Anh Gia Lai, Than Quảng Ninh gặp Đồng Tô Long An, BKM Bình Dương gặp FLC Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An gặp Đồng Tháp. Ở trận đấu muộn nhất là chiều nay bắt đầu lúc 18 giờ, Hà Nội TOT gặp Sana Khánh Hòa Biển Việt Nam. Diabate là cầu thủ rất quan trọng của Đồng Tô Long An. Chúng ta có thể nhận thấy một không khí cổ vũ quen thuộc, rất sôi nổi, nhiệt tình trên các khán đài của sân Hồng Ngọc Hà. Kizito, cầu thủ người Uganda, Kizito luôn chơi ổn định ở vị trí tiền vệ trung tâm. Đinh Hoàng Bắc, pha xử lý quen thuộc của Đinh Hoàng Bắc. Hoàng Bắc như thường lệ đang là mũi tấn công bên cánh trái của Donovan. Vào lúc này, Đinh Hoàng Bắc, Quang Hải và Mạc Hồng Quân là ba vị trí yểm trợ cho Gomez. Đội xuất phát của Donovan ngày hôm nay gồm có số 8 Suleiman, số 9 Lima, số 10 Phan Văn Bém, số 12 Trần Thanh An, số 14 Nguyễn Thanh Hải, số 17 Nguyễn Tài Lộc, số 19 Phạm Thanh Cường, số 21 Trần Quốc Thọ, số 24 Phan Tấn Tài, số 25 thủ môn Nguyễn Quốc Cường và số 27 là Võ Nhật Tân. Đây là mùa giải mà nét đá của Đồng Tâm có những điểm rất giống với giai đoạn Calisto còn dẫn dắt câu lạc bộ. Một lối chơi biết mình biết ta, rất khôn ngoan. Ngày hôm nay đội trưởng của Đồng Tâm là Phan Văn Tèm, trong đó thủ quân của Thảo Ninh là Huỳnh Tuấn Linh.
Tuấn Linh là thủ môn gắn bó với đội bóng vùng mỏ từ nhỏ. Thêm một cầu thủ của Đồng Tâm bị đau. Trên ghế dự bị của đội khách ngày hôm nay có các cầu thủ Nguyễn Tiến Phong, Hồ Hải Phong, Trần Bảo Anh, Dương Anh Tú, Trần Hoài Nam và Trần Đình Hưng. Như vậy hôm nay đội bóng của tỉnh Long An chỉ có 6 vị trí trên ban ghế dự bị. Các cầu thủ dự bị của Thang Ninh gồm có Nguyễn Minh Tùng, Vũ Minh Tuấn, Nguyễn Xuân Ngọc, Đào Nhật Minh, Nguyễn Văn Phong, Kiều Minh Đức, Lê Tuấn Tú và Trịnh Hoa Hùng. Trong trận đấu ngày hôm nay, đội bóng Đất Mỏ thiếu vắng bộ đôi cầu thủ bản địa quen thuộc là Vũ Minh Tuấn và Nguyễn Hải Huy. Ngày hôm nay Hải Huy không thi đấu, cho đó Minh Tuấn đã dự bị. Chuẩn bị thay người vào sân sẽ là Trần Hoài Nam. Như vậy là do bị đau, Suleiman Diabate không thể đá tiếp. Đây là một điều rất đáng tiếc. Chân sút người Senegal vào lúc này đang là câu lạc bộ số 2 ở V-League 2015. Anh đã có được 14 bàn thắng, chỉ kém Patio của Queen Air Cao Hoàng Nam đúng một bàn. Thiếu vắng Suleiman Diabate, Đồng Tâm Long An mất đi một mũi nhọn có thể xuyên thủng bất kỳ hàng phòng ngự nào. Thanh Nam vào sân. Sau khi Suleiman Diabate rời sân, đường hết chỉ còn lại duy nhất một ngoại binh trên sân, đó là Rafael dos Santos Lima, cầu thủ người Brazil. Đây là mùa giải mà cầu thủ người Senegal Suleiman Diabate đã đóng góp rất nhiều cho đội Long An. Diabate là một tiền đạo toàn diện. Bộ đôi Diabate và Lima luôn chơi với nhau rất tốt. Lima luôn để chờ phía sau Diabate. Và lúc này trong trận đấu được coi là chung kết ngược ở sân Đồng Nai, đội khách Hoàng Anh Gia Lai đang dẫn Đồng Nai 1-0. Văn Toàn là người đã mở tỷ số cho Hoàng Anh Gia Lai. Đi vào mắt. Không được. Rất tiếc là bóng bị ăn ra má ngoài. Xem lại pha xử lý rất quyết tâm của Đinh Hoàng Bắc.
Và lúc này ở sân Bình Dương, BKB Bình Dương đang dẫn FC Thanh Hóa với tỷ số 1-0. Đó là trận đấu của hai đội đầu bảng. QNK Quảng Nam lúc này đang dẫn Hải Phòng với tỷ số đậm là 3-0. Chúng ta vừa xem lại một tình huống nhạy cảm. Gomez chưa biệt vị. Lúc này Nghiêm Xuân Tú đang thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh phải. Trận đã phần nào trở lại cân bằng. Cao thủ áo đỏ đã có được sự liên kết giữa các vị trí. Một pha xử lý tốt của thủ môn Tuấn Linh, người hôm nay đeo băng đội trưởng của Thảo Linh. Lê Văn Hiếu, Dương Văn Khoa. Văn Khoa đang thi đấu vị trí ở bên cánh trái. Và lúc này Bạch Hiếu và Tiến Di đang là hai trung vệ của Thảo Ninh. Đinh Hoàng Bắc. Đang triển khai một lối chơi hợp lý để hạn chế tốc độ và sự hưng phấn của đội chủ nhà. Phòng ngự của Thảo Ninh lúc này, Nguyễn Văn Việt đang thi đấu vị trí hậu vệ cánh phải. Kijito. Văn Việt. Văn Việt có thể thi đấu ở cả hai cánh. Gomez. Hồng Quân. Đây là mùa giải đầu tiên mà Hồng Quân thi đấu cho Thảo Linh. Ở mùa trước Hồng Quân vẫn còn chơi cho Thanh Hóa. Đã có một thời gian mà Hùng Quân về với QNK Quảng Nam. Tuy nhiên sau đó đã chọn Thảo Ninh làm bến đỗ. Ừ.
tay em năm nay đã 33 tuổi. Chia sẻ lúc này, Phan Văn Tem là cầu thủ nhiều tuổi nhất. Anh ruột của Tem là Phan Văn Giàu trước đây đến gần 40 tuổi vẫn còn thi đấu. Đầu rất mạnh nhưng đã không thắng được thủ môn Tuấn Linh. Chúng ta vừa chứng kiến một pha bóng rất đẹp mắt. Pha dứt điểm của Thanh An. Bóng được treo vào rất đúng tầm. Vẫn là Thanh Hải đá phạt góc. Không vào, bóng vừa đá cột dọc. Một pha vừa khá bất ngờ. Vẫn là những pha hãm thành của Donovan. Vừa rồi là những phút mà đội khách đã có được sự liên lạc trong lối chơi. Trong đó Thảo Ninh giống như các trận đấu khác trên sân nhà, khởi đầu tốt. Tuy nhiên sau đó bỗng dừng trùng xuống. Đi bóng của Nghiêm Xuân Tú. Phút thứ 21 của trận đấu và tỷ số vẫn là không đều. Vừa rồi đã phải nhận thẻ vàng. Pha phối hợp. Chúng ta xem lại tình huống này. Nghiêm Xuân Tú đưa vào và bóng đá trúng tay cầu thủ Trần Phước Thọ. Penalty là chính xác. Nghiêm Xuân Tú sẽ là người đá penalty. Xuân Tú đã lừa được thủ môn Nguyễn Đình Quốc Cường.
pha ghi bàn thứ ba trong mùa giải của Nguyễn Xuân Tú. Khi mà đội khách đang chơi tốt thì Thảo Ninh bất ngờ có một tình huống phản công và được hưởng quả penalty. Bài ý nghĩa và rất đáng nhớ của Nghiêm Xuân Tú. Hôm nay là sinh nhật của cầu thủ mang áo số 77 bên phía Thảo Ninh. Có lẽ quả penalty vừa rồi chính là món quà mà mọi người dành cho Nghiêm Xuân Tú trong một trận đấu không còn quá căng thẳng đối với cầu thủ đất mỏ. Phạm lỗi của Gomez. Digito. Rất nhiều khả năng là sau bàn thắng vừa rồi, đội chủ nhà sẽ dễ đá hơn. Pha xử lý của Văn Khoa. Tình huống để mất bóng nguy hiểm. Rất tiếc là sau đó đội chủ nhà đã phối hợp không thành công. Phút thứ 25 của trận đấu, Thanh Hóa Ninh đang dẫn 1-0. Cầu thủ mở tỷ số từ chấm phạt đền là Nghiêm Xuân Tú. Vẫn còn Đinh Hoàng Bắc. Cú đá rất nguy hiểm của Đinh Hoàng Bắc. Từ đầu trận Hoàng Bắc đã chơi rất xông xáo. Hồng Quân đã phạt góc. Hồng Quân đã có 4 bàn thắng ở mùa giải năm nay. Bóng đã không chạm ai. Cách đây 2 năm ở SEA Games 27, Ma Hồng Quân nằm trong nhóm những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất. Không có ai bước hẳn lên trong danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng. Đến SEA Games 28 vừa qua thì Võ Huy Toàn của đội Việt Nam cũng nằm trong danh sách những cầu thủ cùng ghi bàn nhiều nhất.
Võ Nhật Tân được bố trí thi đấu ở vị trí hậu vệ bên phải. Nhật Tân giống như Văn Việt của Thảo Ninh, có thể đá được ở cả hai cánh. Nguyễn Xuân Tú. Quang Hải. Truyền của Ba Hồng Quân. Vào lúc này Bình Dương đang dẫn Thanh Hóa với tỷ số 2-0. Đồng Nai đã hòa một đều khi gặp Hoàng Anh Gia Lai trên sân nhà. Sau vòng đấu thứ 23 này thì cao thủ sẽ chỉ ít ngày, sẽ chỉ nghỉ ít ngày trước khi đá vòng đấu thứ 24. Toàn bộ 7 trận đấu vòng 24 đồng loạt diễn ra vào thứ ba tuần sau. Sau vòng 24, V-League sẽ tạm nghỉ để đội tuyển Việt Nam tập trung thi đấu tại vòng loại World Cup. Pha bóng rất có nét của đội khách. Vừa rồi là pha xử lý của Tài Lộc. Vị trí sở trường của Tài Lộc là tiền vệ trung tâm. Pha bóng rất hay của Lima. Kijito. Văn Việt. Ba Hồng Quân. Trần Hoàng Quân đã hoạt động rộng, thường xuyên lùi về để tham gia phòng ngự. Bóng vừa chạm tay cầu thủ đối khách. Đúng là bóng đá chặn tay Lima. Lima là cầu thủ đã đến Long An thử việc vào cuối năm ngoái, và trong một số giải mới anh đã bắt nhịp rất nhanh với đội mới. Rất tốt. Tỷ số trận đấu được san bằng 1-1. Đây là những phút trùng xuống của câu lạc bộ đất mỏ, và Long An đã tận dụng cơ hội
để ghi bàn. Rõ ràng cách đá của đội Công An vẫn rất có nét. Thanh Hải là cầu thủ đã kiến tạo. Người ghi bàn là Phan Tấn Tài. Trước khi Phan Tấn Tài ghi bàn thì Thái Hoàng Linh đã phòng ngự không tốt. Trận đấu đầu tiên Phạm Như Thuần chính thức dẫn dắt Thảo Ninh là trận đấu gặp đội Thanh Hóa. Thanh Hóa chính là quê hương của Phạm Như Thuần. Tuy nhiên Phạm Như Thuần đã có một kỷ niệm buồn khi dẫn dắt Thảo Ninh trên sân Thanh Hóa. Vừa chuyền bóng là Tiến Duy, Dương Văn Khoa, Đinh Hoàng Mắt. Theo đánh giá của chúng tôi thì tiền đạo cắm hiện nay của Thái Hoàng Linh Gomez khả năng chuyên môn thậm chí còn không bằng Mariano, tiền đạo người Brazil thi đấu cho Thảo Ninh ở đầu mùa giải. Gomez. Menkiades Gomez là người mang hai quốc tịch Brazil và Tây Ban Nha. Quang Hải đá phạt góc. Không được. Điêu Hoàng Mắc là cầu thủ đã thi đấu cho rất nhiều câu lạc bộ tại Việt Nam. Và lúc này BKM Bình Dương đang dẫn FC Thanh Hóa với tỷ số đậm là 3-0. Có lẽ là ở ngôi đầu bảng mọi thứ đã rõ. Thẻ vàng dành cho Trần Hoài Nam, cầu thủ vào sân thay người bên phía đồng tâm.
Đường chuyền theo kiểu 5-5 thua. Kizito. Đinh Hoàng Mắt. Vào lúc này trận đấu Đồng Nai gặp Hoàng Anh Gia Lai vẫn đang có tỷ số hòa 1-1. Pha phạm lỗi rất rõ của Quang Hải. Quang Hải và Tài Em là những cầu thủ không lạ gì nhau. Tài Em và Quang Hải là những người đã có mặt trong thành phần đội tuyển Việt Nam vô địch dẻo bóng đá Đông Nam Á năm 2008. Vừa rồi là những khán giả ngồi ở khán đài A của sân Cẩm Phả. Đinh Hoàng Mắt. Quang Hải. Văn Khoa. Quang Hải. Sau khi bị gỡ hòa, đội chủ nhà đã gây sức ép trở lại. Đây là phút thứ 40 và tỷ số vẫn là 1-1. Đây là trận đấu mà cả hai bên đều không có cầu thủ nào phải nghỉ vì nhận thẻ. Thẻ vàng dành cho Mạc Hồng Quân. Tài Em. Võ Nhà Tân. Đinh Hoàng Mắt. Nghiêm Xuân Tú đá phạt góc. Không được.
pha dứt điểm của Gomez. Gomez cao nhưng chơi đầu cũng không tốt. Đây là mùa giải mà các chân sút nước ngoài đã gây thất vọng. Đó là một phần nguyên nhân giúp cho những chân sút trong nước có cơ hội lên ngôi. Có một điều nữa là VPF hạn chế số lượng ngoại binh. Và ở hàng phòng ngự của khá nhiều đội bóng không có ngoại binh. Việc các hàng phòng ngự đối phương gồm toàn những cầu thủ Việt Nam cũng là một cơ hội cho các chân sút Việt Nam. Văn Khoa. Nghiêm Xuân Tú. Vào lúc này Bình Dương vẫn đang dẫn Thanh Hóa 3-0. Đồng Nai đang hòa Oanh Gia Lai với tỷ số 1-1. Quảng Nam đang dẫn Hải Phòng đến 4-0. Đó là trận đấu bắt đầu lúc 16:30. Không được. Đường chuyền đổi cánh của Nhật Tân. Hiệp 1 của trận đấu có 2 phút bù giờ. Võ Nhật Tân. Lima. Kijito. Đinh Hoàng Mắc. Đường chuyền của Mạc Hồng Quân. Rất tốt. Tỷ số trận đấu được nâng lên 2-1. Cú đá chân trái ấn tượng của Quang Hải. Quang Hải đã hoàn thành thứ 7 ở mùa giải năm nay. Nếu để cho Quang Hải rảnh chân trái thì anh luôn có thể tung ra những cú đá có thể nói là rất đặc biệt. Bóng đi sệt và rất hiểm. Thêm một tình huống bẫy việt vị nửa vời của các cầu thủ Đồng Tô Long An. Và như vậy là trọng tài chính Phùng Đình Dũng đã nổi còi khép lại một trận đấu giữa hai đội Thẳng Ninh và Đồng Tô Long An.
Hết hiệp 1, đội chủ nhà tạm dẫn 2-1. Trong hiệp 1, Thảo Ninh 2 lần dẫn bàn. Cầu thủ mở tỷ số từ trái phạt đền là Nghiêm Xuân Tú. Sau đó Phan Tấn Tài tận dụng sơ hở của hàng thủ đội chủ nhà đã gỡ hòa 1-1. Ở những giây cuối cùng của hiệp 1, Quang Hải với một cú đá chân trái rất đẹp đã nâng tỷ số trận đấu lên 2-1. Chúng ta sẽ đến hiệp 2 của trận đấu sau hơn 10 phút nữa. Đối với một công trình xây dựng, từ xa xưa người ta đã biết dùng mối để lợp nhà hay những công trình quan trọng. Với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật ngày nay, mối được làm với chất liệu nhẹ hơn, bền hơn, đẹp hơn. Mối màu bê tông Đồng Tâm với kiểu dáng đa dạng, màu sắc phong phú, tính năng chống thấm, chống nhiệt, chống rơ móc, thân thiện với môi trường và hiệu quả kinh tế cao. Mối màu Đồng Tâm, mái mối cho mái ấm. Đồng Tâm, vì cuộc sống tươi đẹp. Với đàn ông, gầu không chỉ tấn công một lần, gầu luôn quay lại. Tấn công không phải sợ, vì tôi dùng Clearman. Clearman mới với Bio Nutrium 10 đánh bay gầu, nuôi dưỡng da đầu, mang chắn ngăn gầu quay trở lại, cho đàn ông đỉnh cao phong độ. Clearman mới, không còn gầu, cần gì phải giấu. Mọi người đều có những ước mơ, vượt lên những mơ ước bình thường. Chúng ta hãy ước mơ thật lớn, ước mơ một thành phố hiện đại, năng động, bền vững, với đầy đủ các loại hình phát triển phục vụ cho cuộc sống, khu ở tiện nghi cao cấp và gần gũi với thiên nhiên. Trung tâm chính trị hành chính tập trung được xây dựng hiện đại, thân thiện và hiệu quả. Vùng công nghiệp và công nghệ cao kết nối thuận lợi, hài hòa với trung tâm thương mại, văn phòng, tài chính, ngân hàng, tạo điều kiện thúc đẩy mọi hoạt động kinh doanh. Môi trường giáo dục đẳng cấp quốc tế với đầy đủ tiện nghi, phục vụ hiệu quả cho việc học tập và nghiên cứu khoa học. Mọi ước mơ đều trở thành hiện thực. Thành phố mới Bình Dương, một thành phố khoa học, công nghệ và tri thức, điểm đến cho tất cả. Lập nghiệp, hãnh diện giữ niềm tin, cùng gặt hái thành công, cùng đồng hành phát triển. Ngân hàng Kiên Long sẵn lòng sẻ. Trải qua bao nhiêu năm tháng, qua nhiều thế hệ, Thiên Thanh vẫn luôn là sự lựa chọn đầy tin tưởng và uy tín của nhiều gia đình Việt. Ba thế hệ một niềm tin. Thiên Thanh đồng hành cùng những phút giây hạnh phúc.
Ngoại hạng Anh trên VTC bắt đầu từ ngày 8 tháng 8. Ngoại hạng Anh không chỉ có những trận cầu sôi động, những khán đài rực lửa, đó còn là xã hội thu nhỏ với nhịp sống không ngừng nghỉ. Đài truyền hình kỹ thuật số VTC trân trọng gửi tới quý vị và các bạn một chương trình tạp chí đồng hành cùng giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh. Hãy đến với thế giới Ngoại hạng Anh để đến với những câu chuyện bên lề, chân dung nhân vật và những hoạt động xung quanh Premier League. Đón xem thế giới Ngoại hạng Anh phát mới 22:30 thứ năm, phát lại 11 giờ trưa thứ sáu hàng tuần trên VTC3 và VTC3 HD. Chân lập nghiệp, hãnh diện giữ niềm tin, cùng gặt hái thành công, cùng đồng hành phát triển. Ngân hàng Kiên Long sẵn lòng chia sẻ. Với đàn ông, gầu không chỉ tấn công một lần, gầu luôn quay lại. Tấn công không phải sợ, vì tôi dùng Clemen. Clemen mới với Bio Nutrium 10 đánh bay gầu, nuôi dưỡng da đầu, mang trắng ngăn gầu quay trở lại.
cho đàn ông đỉnh cao phong độ. Clean Man mới, không còn gầu, cần gì phải giấu. Đây rồi. Các anh tiết kiệm bưu điện này hay quá. Cứ đến bưu điện là có dịch vụ ngân hàng. Tài thế đấy. Thế mới tài chứ. Bác thấy không? Chỉ cần 50.000 cũng có thể gửi được tiết kiệm. Đấy. Mà họ còn làm việc đến 6:30 tối. Thậm chí là thứ bảy, chủ nhật, các ngày lễ vẫn phục vụ như thường. Đấy. Mà tôi tiết nhất là cái khoản này. Cứ lĩnh tiền lương hưu ở bưu điện. Để xong lại gửi nó vào tiết kiệm. Đặc biệt tôi gửi ở quê nhưng con tôi học ở thành phố, tôi cứ cho nó cái thẻ ATM rồi là nó rút được tiền phục vụ học hành mà không phí tổn gì. Đúng là ông nội của cái sự tiện lợi chuẩn luôn. Vừa ích nước vừa lợi nhà, huy động vốn từ người nghèo mới bền vững. Tiết kiệm bưu điện thật là tầm cỡ. Đến bưu điện là có dịch vụ ngân hàng Liên Việt Phong Anh mày. Hai thương hiệu, hiệu giá trị. Sống. Trường Đại học Quốc tế Miền Đông, tọa lạc trên thành phố mới Bình Dương, là cơ sở giáo dục đại học theo mô hình và tiêu chí đại học tiên tiến ở các nước trên thế giới, được đầu tư đồng bộ, hiện đại, hội tụ các điều kiện tốt nhất để cung cấp một môi trường đào tạo tối ưu cho sinh viên, đào tạo kỹ sư, cử nhân chất lượng cao đạt chuẩn quốc tế. Với mức học phí Việt Nam, đây cũng là trung tâm nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, làm động lực phát triển kinh tế xã hội cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước. Trường Đại học Quốc tế Miền Đông, chúng tôi tự hào được phục vụ cộng đồng. Chúng ta cùng trở lại với Sơn Đồng Cẩm Phả Quảng Ninh. Đây là hiệp 2 trận đấu giữa hai đội Thảo Ninh và đội Roman. Trận đấu tại vòng 23 của V-League Toyota 2015. Kết thúc hiệp 1, Thảo Ninh tạm dẫn đầu đội Roman với tỷ số 2-1. Ở đầu trận, các cầu thủ chủ nhà Thảo Ninh đã dồn lên tấn công. Đội bóng đất mỏ được hưởng quả penalty và Nghiêm Xuân Tú đã có một bàn thắng ý nghĩa trong ngày sinh của mình. Sau bàn mở tỷ số từ trái phạt đền của Nghiêm Xuân Tú, đội Roman đã nỗ lực và gỡ hòa một đều do công của Phan Tấn Tài. Sau khi bị gỡ hòa thì Thảo Ninh lại dồn lên để tấn công, và trong những giây cuối cùng của hiệp 1, Quang Hải đã có pha ghi bàn rất đẹp. Đến lúc này Quang Hải đã có được 7 bàn thắng bằng với Gomez. Quang Hải. Vào lúc này trong trận đấu sớm nhất ở vòng 23 Q1
QNK Quảng Nam đang dẫn Hải Phòng với tỷ số 5-0. Cần Thơ đang dẫn SCB Đà Nẵng với tỷ số 1-0. Trận đấu Đồng Nai gặp Hoàng Anh Gia Lai vẫn đang hòa 1 đều. Và lúc này Bình Dương đang dẫn Thanh Hóa với tỷ số 3-1. Rõ ràng Bình Dương vẫn là đội xứng đáng vô địch V-League hơn Thanh Hóa rất nhiều. Thanh Hóa thi đấu trên sân nhà không phải lúc nào cũng tạo được thế trận áp đảo, còn đá sân khách thì hay thua đấm, và đó không thể là chân dung của một nhà vô địch. Phan Văn Tài Em trong hiệp 1 của trận đấu Thảo Ninh không thay người. Trong khi đó đội khách thay một cầu thủ, tiền đạo chủ chốt Suleiman Diabate bị đau. Vào sân thay cho anh là Trần Hoài Nam mặc áo số 22. Đây là thời điểm mà đội khách đội Roman có những cầu thủ trẻ rất có triển vọng. Trước khi bước vào trận đấu ngày hôm nay, đội bóng của tỉnh Long An đã thua 3 trận liền ở đấu trường V-League. Có cảm giác là sau khi có một đoạn trận đấu tốt thì một số vị trí của Đồng Tân Loan đã tỏ ra thiếu động lực. Pha dứt điểm của Võ Nhật Tân. Đây là mùa giải mà sân Cẩm Phả đã không còn là chảo lửa thực sự. Tuy nhiên ở khán đài B vẫn luôn có những cổ động viên nhiệt tình, cổ vũ rất lai bản. Không được. Cú đá nửa này của Quang Hải. Đường chuyền vào rất tốt của Đinh Hoàng Mắc. Pha phạm lỗi. Vào lúc này trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Đồng Tháp vẫn đang có tỷ số là không đều. Trận đấu muộn nhất giữa Hà Nội TT gặp Sana Khánh Hòa Bỉ Việt Nam vừa bắt đầu.
và tỷ số vẫn là không đều. Không được. Bóng đi sửa lưng hai bóng áo đỏ. Võ Nhật Tân. Đây là phút thứ 8 hiệp 2 của trận đấu. Thảo Ninh vẫn đang dẫn 2-1. Các bàn thắng của đội chủ nhà được ghi do công của Nghiêm Xuân Tú và Quang Hải. Bàn gỡ hòa 1 đều của Đồng Tâm được ghi do công của Phan Tấn Tài. Cú đá của Mạc Hồng Quân. Trước đây thủ môn Quốc Cường đã từng ra Bắc thi đấu cho Ninh Bình. Thẻ vàng dành cho Lima. Vừa rồi là chiếc thẻ vàng thứ 4 trong trận đấu. Không được. Lima. Mạc Hồng Quân. Nghiêm Xuân Tú. Mạc Hồng Quân. Dứt điểm, không vào. Quang Hải lại vừa bỏ lỡ cơ hội. Pha cản phá rất tốt của thủ môn Quốc Cường. Nghiêm Xuân Tú sẽ đá vào góc. Đội chủ nhà thay cửa thủ đầu tiên. Rời sân là Nghiêm Xuân Tú. Chúng ta cùng xem lần nữa bàn mở tỷ số của Nghiêm Xuân Tú.
Hôm nay là sinh nhật của Xuân Tú và đó thực sự là bàn thắng rất ý nghĩa. Vào sân tay người là Trịnh Hoa Hùng. Hoa Hùng là cầu thủ trước đây thi đấu cho Nam Định. Gomez. Pha cản phá kịp thời. Vừa rồi là chiếc thẻ vàng thứ 5 trong trận đấu. Thẻ vàng dành cho Kijito. BKM Bình Dương vẫn đang dẫn FC Thanh Hóa với tỷ số 3-1. Đồng Nai vẫn đang hòa Hoàng Anh Gia Lai 1-1. Vừa rồi là thẻ vàng dành cho Gomez, chứ không phải Kijito. Rất đẹp ở khán đài B của sân Đồng Cẩm Phả. Cổ động viên đã bật flash của điện thoại di động. Theo xác nhận của chúng tôi thì việc cổ động viên bật flash xuất hiện đầu tiên chính là ở sân vận động Cẩm Phả. Hình ảnh bắn pháo điện sau khi đội nhà ghi bàn cũng xuất hiện đầu tiên ở sân Cẩm Phả. Không vào. Suýt nữa tỷ số trận đấu được san bằng 2-2. Tỷ số 2-1 đang rất mong manh. Chúng ta xem một lần nữa pha cứu thua bằng chân của Tuấn Linh. Mạc Hồng Quân. Đường truyền của Hoa Hùng. Quang Hải. Quang Hải vừa ngã trong vòng cấm. Thêm một quả penalty dành cho đội chủ nhà. Thẻ vàng vì lỗi phản ứng. Thẻ vàng dành cho Phạm Thanh Cường. Vừa rồi là thẻ vàng thứ 6 trong trận đấu.
Thanh Cường tiếp tục phản ứng và phải nhận thẻ vàng thứ hai. Chúng ta xem một lần nữa tình huống này. Pha bóng non nớt của Thanh Cường. Đội khách đang bị dẫn bàn và chỉ còn lại 10 người. Đó là điều hết sức đáng tiếc. Đinh Hoàng Mắc. Tỷ số trận đấu đã là 3-1. Pha ghi bàn thứ 5 của Hoàng Mắc ở mùa giải năm nay. Đinh Hoàng Mắc là cầu thủ luôn thi đấu rất sông sáo. Cú đá rất bình tĩnh. Hoàng Mắc đã đánh lừa được thủ môn Quốc Cường. Cách biệt đã được nới rộng ra 2 bàn. Và đội khách chỉ còn lại 10 người. Vòng đấu sau, Thảo Ninh sẽ thi đấu trên sân của Khánh Hòa. Còn Đồng Tông An trên sân nhà gặp Đồng Nai. Lima. Pha phạm lỗi. Tình huống phạm lỗi rất thô. Vừa rồi là thẻ vàng dành cho Thanh An. Tình thế đang trở nên rất thuận lợi đối với đội chủ nhà. Cả hai bên đều thay người. Phan Văn Tài em rời sân. Vào sân là Hồ Hải Phong. Bên phía đội chủ nhà, Đào Nhật Minh vào sân thay cho Gomez. Như vậy là mỗi bên đã thay 2 người. Thank you.
Hồng Quân. Khoảng một nửa thời gian hiệp hai đã trôi qua, đội chủ nhà vẫn đang dẫn 3-1. Không được. Kijito. Quang Hải. Cơ hội rất tốt để đội chủ nhà có thêm bàn thắng. Đội tuyển Nga ngày hôm nay vốn đã bất lợi, bây giờ lại còn phải đá với 10 người. Pha chạy bóng của Đinh Hoàng Mắc. Vào lúc này Bình Dương đang dẫn FLC Thanh Hóa với tỷ số 4-1. Hoàng Anh Gia Lai đang dẫn Đồng Nai 2-1. Trước vòng đấu này Hoàng Anh Gia Lai và Đồng Nai đều có 17 điểm. Trận đấu giữa QNK Quảng Nam và Hải Phòng đã kết thúc với thắng lợi đậm đà 5-0, nghiêng về đội Quảng Nam. Trong trận đấu giữa Hoàng Gia Lai và Đồng Nai, ngay trước khi Hoàng Gia Lai có bàn thắng thứ hai, Đồng Nai đã sút hỏng quả penalty. Không được. Ở mùa giải V-League năm nay, đội cuối bảng sẽ phải xuống hạng và cũng chỉ có duy nhất một đội phải xuống. Mùa giải hôm nay không có trận đấu playoff. Đinh Hoàng Mắc. Vào lúc này Đà Nẵng đang hòa Cần Thơ 1-1 ở sân Chi Lăng. Sông Lam Nghệ An vẫn đang hòa Đồng Tháp 0-0. Hà Nội TLT cũng đang hòa Sana Khánh Hòa Biển Việt Nam 0-0. Đó là trận đấu bắt đầu lúc 18 giờ.
Quang Hải. Mọi chuyện đang diễn ra rất thuận lợi với cao thủ Thảo Ninh. Lê Bật Hiếu. Đây là một thế trận rất tốt để những chân sút như Mạc Hồng Quân có thể ghi thêm bàn thắng. Đối mặt không vào, pha phản công rất bất ngờ của cao thủ Đồng Tân Hoan. Cầu thủ vừa bỏ lỡ cơ hội là Thanh Hải. Thanh Hải là cầu thủ luôn có những pha bóng rất đặc biệt. Chúng ta xem lại pha bóng rất nhanh của Thanh Hải. Trong trận đấu ngày hôm nay nếu như Tuấn Linh không chơi tốt thì cũng chưa biết đến lúc này tỷ số đang là thế nào. Thanh Hải. Trọng tài vẫn cho trận đấu tiếp tục. Che người hợp lý. Vào lúc này Hoàng Anh Gia Lai vẫn đang dẫn Đồng Nai 2-1 trên sân Đồng Nai.
Theo thống kê thì trước vòng đấu thứ 23 ở mùa giải V-League năm nay đã có tất cả 460 bàn thắng, bình quân mỗi trận có 2,99 bàn. Các trọng tài đã rút ra 629 thẻ vàng, mỗi trận bình quân có 4,08 thẻ vàng. Đến trước vòng này đã có 34 thẻ đỏ. Số bán ra bình quân mỗi trận đấu ở V-League mùa này là 7.571 người một trận. Pha xử lý không thành công của Mạc Hồng Quân. Mạc Hồng Quân là cầu thủ to khỏe, tuy nhiên có những lúc khá vụng về. Kijito. Không được. Phép lợi thế cho đội khách. Mật hiếu. Mạc Hồng Quân. Mạc Hồng Quân và Quang Hải lúc này là những tiền đạo của Thảo Ninh. Thêm một thẻ vàng được rút ra. Thẻ vàng dành cho Tiến Duy. Đến lúc này trọng tài đã rút ra 8 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ. Chúng tôi sẽ nhắc lại là cầu thủ Thanh Cường của Đồng Tô Roman đã phải nhận 2 thẻ vàng và phải rời sân. Pha đá phạt rất có nét của Lima. Thank you.
Và lúc này Bình Dương vẫn đang dẫn Thanh Hóa 4-1. Hoàng Anh Gia Lai cũng đang dẫn Đồng Nai 2-1. Đà Nẵng đang hòa Cần Thơ 1-1. Các trận đấu Sông Lam Nghệ An gặp Đồng Tháp và Hà Nội TVT gặp Sana Khánh Hòa Bình Việt Nam đều vẫn đang hòa 0-0. Hiện nay ông Huỳnh Ngọc San đăng ký chức danh giám đốc kỹ thuật của Đồng Tháp Long An. Cầu thủ bị đau là Đinh Hoàng Mắc. Duy. Đến lúc này mỗi bên có thể thay thêm một người. Điều Mắc đã phải rời sân, vào sân là Xuân Ngọc. Xuân Ngọc cũng là cầu thủ chạy cánh trái. Điều Hòa Mắc là cầu thủ đã nâng tỷ số trận đấu lên 3-1 cho đội chủ nhà. Rất chính xác. Mạc Hồng Quân. Vừa rồi là pha phạm lỗi của Phước Thọ. Anh Dũng ơi! Anh Dũng ơi! Rồi, đó! Rồi! Đó! Anh Dũng ơi! Anh Dũng ơi! Trọng tài bàn Hà Anh Chiến vừa báo cho trọng tài chính Phù Đình Dũng là có xe đổi người. Phan Tấn Tài đã rời sân, vào sân là Dương Anh Tú. Phan Tấn Tài là người đã có hòa 1-1 cho các cầu thủ khách. Không vào. Đội khách đấy quyền thay người. Trong khi đó đội chủ nhà có thể
Vâng, như vậy là đội chủ nhà cũng đã hết quyền thay người sau khi Xuân Ngọc vào sân thay cho Đinh Hoàng Bắc. Hùng Quân, đường chuyền của Kijito, không được. Hoàng Anh Gia Lai vẫn đang dẫn Đồng Nai 2-1. Bình Dương đang dẫn FC Thanh Hóa 4-1. Hiệp 2 trận đấu mà chúng ta đang chứng kiến có 4 phút bù giờ. Hoa Hùng, pha bóng không hiểu nhau giữa Tuấn Linh và Văn Việt. Kijito, Xuân Ngọc, mùa giải V-League năm nay khá nhiều câu lạc bộ có những nhóm cổ động viên trẻ trung cổ vũ với phong cách mới mẻ, và họ tự xưng là những nhóm ultras. Đó thật sự là một nét mới và đáng chú ý ở V-League Toyota 2015. Trước vòng đấu này, Bình Dương hơn Thanh Hóa 2 điểm. Đến bây giờ có thể khẳng định là sau vòng đấu này, Bình Dương sẽ hơn Thanh Hóa 5 điểm. BKM Bình Dương vẫn là đội vô địch V-League nhiều nhất với 3 lần đăng quang.
và họ đang gáo gời rất tốt để vô địch 4 năm. Ở vòng đấu thứ 24, đài truyền hình cửa số VC sẽ gửi đến khán giả trận đấu ở sân Thanh Hóa giữa FC Thanh Hóa và QNK Quảng Nam. Các trận đấu ở vòng 24 đều diễn ra vào ngày thứ ba. Và như vậy là trọng tài Phùng Đình Dũng đã nổi tiếng còi mãn cuộc, 3-1 cho đội chủ nhà Thảo Ninh là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Các bàn thắng của Thảo Ninh được ghi do công của Quang Hải, Đinh Hoàng Mắc và Nghiêm Xuân Tú. Bàn thắng duy nhất của Đồng Tâm Long An được ghi do công của Phan Tấn Tài. Trong trận đấu ngày hôm nay, các cầu thủ Đồng Tâm Long An đã chơi nỗ lực, tuy nhiên Thảo Ninh có nhiều lợi thế hơn. Trong hiệp 2, đội khách đã phải đá với 10 người một khoảng thời gian khá dài, tuy nhiên họ vẫn nỗ lực để không để thua thêm. Buổi tường thuật của chúng tôi đến là hết. Xin ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cuộc sống càng phát triển, công nghệ càng hiện đại, con người càng nhiều lo toan, suy tính, bộn bề công việc có thể dẫn đến căng thẳng thần kinh. Vậy làm thế nào để cải thiện những căng thẳng, mệt mỏi không đáng có cho trí não? Câu trả lời là tập thể thao, ăn uống đủ chất đều đặn, làm việc điều độ, sống tốt và luôn để tinh thần được nghỉ ngơi, thư giãn. Bên cạnh đó, công ty dược phẩm Á Âu đã và đang phân phối thực phẩm chức năng Kim Thần Khang có thành phần chính là cao hợp hoang bì.